Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình Aerob là Sico Valency, nhận tóc cằn Sico các bạn. Để tham gia giá hôm nay, mình click phần link mô tả dưới video qua tên là bấm Start nè bạn. Sau khi các bạn bấm nút Start xong thì các bạn bấm Join Aerob nè bạn. Sau khi Join Aerob xong các bạn Join kênh group, kênh channel các bạn. Tiếp tục thì tại Twitter thì các bạn copy hashtag này nè, bạn follow và retweet hashtag này các bạn. Rồi follow minimum. Rồi tất cả follow Liquid và các bạn cũng copy hashtag này, chia sẻ một bài viết post với hashtag này các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào submit đi tên, rồi bấm don. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi đường link tại Twitter mình nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi đường link minimum mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link Liquid mình nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm vào status thì tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 nha tất cả các bạn. Mình hướng dẫn các bạn lấy hoài đó. Rồi tiếp tục bạn bấm vào status thì cập nhật được status. Rồi các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tóc cằn nha tất cả các bạn. Các bạn thông cảm các bạn, vì cái máy của mình nó bị đứng máy, mình làm cái video nó bị tối hoài các bạn, nên mình không có làm hướng dẫn tỉ mỉ cho các bạn. Mong các bạn thông cảm các bạn. Vậy mình cũng chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.